Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo lên cho mình nhé. Chúng ta đã thu thập được đủ 20 con thỏ rồi anh em ạ. 20 con thỏ trong cái thỏ bánh sô cô la ấy, và chúng ta sẽ nhận được 100.000 thức ăn. Cái cột mốc đầu tiên ấy, đây này, mình nhận luôn thôi anh em. 100.000 thì đúng là không bõ bền gì đối với mình bây giờ cả. Và đây rồi, chúng ta sẽ nhận được thêm thỏ. Yes, cho nhận thêm bao con thỏ đây. Chúng ta nhận thêm được một con thỏ vãi cả lúa. Một con thỏ anh em ạ, chỉ đúng một con thỏ thôi. Được thêm một cái kho báu nữa ở đây. Hết vẹo. Thêm ba cái mảnh để nâng cấp môi trường hệ vô cực lên. Rồi, đây, chúng ta được cột mốc đầu tiên được 100.000 thức ăn rồi nha. Bây giờ mình thu thập được 60 con thỏ để được một cái thời trang tai thỏ của một con rồng. Rồi, thì đang đi làm nốt đây. Esther Chess, rồi ok. Happy Edge, Happy trứng, quả trứng đây. Xem quảng cáo để được thêm thỏ rồi anh em ạ. Mình mà còn chỗ trống ăn luôn, mình sẽ... Ok, mình sẽ lấy vàng đã, từ từ á. Chúng ta cần phải lấy vàng nhanh. Tại vì là sắp tới cái một cột mốc 6 giờ rồi mà. Để mình lấy coi của buổi chiều ngày hôm nay đã. Sao nó hơi lag nhỉ? Có lẽ mình phải tắt bớt một số cái thứ đi cho đỡ lag. Lag quá. Mình đang chạy quá nhiều phần mềm cùng một lúc này. Rồi, đúng rồi, hôm nay mình có thể like thêm con rồng mới nhá. Đây này, nó bá cháy lắm. Đây rồi, đây là... What the hời, cái gì đây? Tại sao nó ra primer ta? Hai primer, rõ ràng là theo cái công thức là hai con primer sẽ kết hợp với nhau. Mà tại sao ra primer đấy? Có sự nhầm lẫn ở đây rồi anh em ạ. What? Tại sao có nhầm lẫn ở đây nhỉ? Tôi không thể hiểu được luôn đấy. Ok, chúng ta sẽ lại giống hai con primer với nhau. Có sự nhầm lẫn đây. 31 giờ này. Rõ ràng là theo công thức là lại hai primer với nhau mà nhỉ? Tại sao không được ta? Tôi không thể hiểu được luôn. Bó tay luôn. Đấy là cái con thỏ ấy thì chúng ta có thể mang ra ngoài mình trưng bày được. Mình vào trong cái store này. Con thỏ của chúng ta thì nó ở đâu nhỉ? Con thỏ Bernie. Đây đây. Mình có tận 24 con thỏ nha anh em ơi. Có 24 con thỏ luôn này. Đây, con thỏ mình có thể để ở đây để trưng bày cho anh em xem nhá. Để chỗ nào cho nó tiện nhất à. Đây đây. Đấy. Thấy chưa? Mình có thể lắp ghép một cái hàng thỏ đây cũng được anh em ơi. Hay đấy. Được, đẹp đấy, đẹp đấy. Mình sẽ lấy mấy con thỏ nữa nhá. Cái này để trang trí thôi. À, mình có cái bánh sinh nhật nữa này. Bánh sinh nhật từ sự kiện là sinh nhật của Dragon City này. Hai con thỏ luôn. Nhìn cưng vãi anh em ạ. Đẹp phết đấy. Ây cha. Được rồi, để hàng thỏ tạm thời để đấy nhá. Bắt đầu ra đi lấy thêm cái gì đây. Có gì nữa nhỉ? Octane à. Có gì nữa không ta? Rất nhiều anh em đang chat. Hello anh em, cái lâu lắm không chat trong này rồi. Hello anh em. Dạo này mình cũng khá là bận nên không có thời gian mà chat luôn. Anh em đang đổi anh em ạ. Anh em đang đổi cái op của con One Horner. Có lẽ mình nên trade với bạn này đi được không ta? Cái này bạn sẽ bị trừ mất 8 cái op của con One Horner nhá. Ok. Cái op One Horner mình đang thiếu anh em ạ. Mình thiếu nhiều lắm. Thế không đủ mất. Mình có 60 mảnh thì phải. Đấy, chúng ta xem để lấy được cái con thỏ này. Cái bản đồ thì chúng ta vẫn sẽ đi lấy những cái con thỏ thôi. Chứ con này mình không lấy luôn. Chắc chắn con này mình sẽ không lấy luôn này. Rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào làm sự kiện đi. Để xem có sự kiện gì hay ho hay không. À đúng rồi. Mình nhớ là sáng nay mình phải đặt tên cho một con rồng. Đúng không ta? Đúng rồi. Sáng nay mình nhớ mình sẽ đặt tên cho một con rồng. Cái con rồng sáng nay nó hệ gì nhỉ? Con rồng mãng xà đúng không? Con R và nó... đúng rồi, mình biết rồi. Con R và nó là... Từ từ nha. Mình biết con đấy con gì. Nhưng mình không nhớ hệ thôi. Mình sẽ xem lại cái video sáng nay rồng mãng xà đây. Đấy đấy, anh em thấy nghe vừa giọng mình không? Con này là... Đây là, đây có hệ của nó đây rồi. Đây rồi. Đâu phải. Hệ của nó là hệ R và Primer nhá. Mình xem tên nào hay.
Có mãng xà đá quý này, được 5 like anh em ạ. Mãng xà buồn ngủ, tên không hay lắm. Mãng xà lục bảo tận 30 like. Oh yes, đây rồi, mình đã tìm được một cái comment rất hay của bọn bạn tên là Bảo Khánh Hà nha. Để mình xem có cái comment nào nữa không. Đó chính là mãng xà đá quý là bạn Gumgas Channel. Luyện con boulder thì để sau đi em ơi. À, tên là Pamasa, cái đấy gì đây đây? Cái đấy gì vậy? Không hiểu luôn. Mãng xà buồn ngủ, sao rất nhiều người đặt mãng xà buồn ngủ vậy? Pháo hoa năm mới, con Winfire, con Winfire mình đặt tên rồi. Anh coi thỏ sô-cô-la, mình đang có 24 nha, 25 con. Cục đất ruby là của bạn Mai Tiến Đạt, mãng xà bông. Tên này nghe khá là quen, hình như là từ bên kênh của Vũ Lít thì phải, của bạn Vũ Lít thì phải, cũng có mãng xà bông thì phải. Anh đặt tên nó là game mãng xà game. À, tên nó là mãng xà đá quý, mãng xà ruby cổ đại, rồng đầu rắn, sword sâu, phải lúa rất nhiều luôn. Boa Hàn Cúc, vì nó họ rắn nghe khá hay. Nhưng mà thấy mình có một cái comment được nhiều like quá. Ok, chúng ta mãng xà thổ long nghe tên rất hay nhỉ. Thôi mình sẽ đặt tên theo theo như đúng như mình đã hứa là 30 like đây, 30 like nhá anh em, có thể vào cái phần comment của tập trước và kiểm chứng nhá, của bạn Bảo Khánh Hà, mãng xà lục bảo anh em ạ. Bây giờ tên nó luôn đi. Đâu rồi, nó đang ở đâu ta? R đúng không? Nó là hệ R đúng không? Chúng ta sẽ tìm nhanh thôi. Tắt cái video đi á. Dragon này và nó độ hiếm là R thôi. Đấy. Và element của nó sẽ là hệ primer. Mà tại sao cái con cuối không like được nhỉ? Có cái sự lừa lọc gì đây không? Thì mình xem lại cái hệ like của nó nhá. À đây, ok. Cho mình quên mất tên rồi. Vừa mới xem xong, đầu óc dạo này nó khá đáng trí ta. Vừa mới xem xong thì tự nhiên lại thế này. Huy đâu rồi, lại video cũ của tôi đâu rồi anh em ơi. Đây rồi, từ từ nhá. Mãng xà lục bảo, ok. Rồi bây giờ mình đặt tên là mãng xà lục bảo luôn nha. Đây, mãng xà lục bảo, ok. Rồi ok, mình sẽ đặt tên nó như thế này. Rồi đấy, và bây giờ là đặt tên luôn như thế này nhá. Mãng xà lục bảo rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt tên nó như thế nào đây. Ok, con này nó là primer và nó là hệ đất. Xong rồi nhá, con này đã xong rồi. Bây giờ chúng ta bỏ qua con này đi. Con này thì mình cứ để sáng nay mình vừa test cho nó anh em xem rồi đấy. Hiện tại thì rồng của mình thì mình có một con Apocalypse ở phía dưới nữa. Thì anh em hãy đặt tên cho con rồng Apocalypse là gì thì hãy đặt tên cho nó nha. Đây. Đâu nhỉ? Đây, Apocalypse đây. Chính xác nó ở đây anh em ạ. Và mình đặt tên cho nó là gì thì anh em hãy comment xuống dưới. Vẫn là cái tên nào hay và được nhiều like nhất thì mình sẽ đặt tên cho nó nha. Ok. Mình sẽ cho nó ăn lên này. Đây sẽ level 4 này anh em. Apocalypse là đầu tiên luôn. Cái ngọn núi lửa và có những cái con người ui đốt lửa cháy hết. Cái animation hay ta. Còn cười một cách kiểu dã man nữa chứ. Sảng khoái chứ. Animation hay thật. Rất đẹp, nhiều con animation rất là đẹp nha. Con Apocalypse này thì rất là chuẩn rồi. À đúng rồi, mình nhìn cái này thấy một lần rồi. Có nghĩa là nhìn thấy nó một cái ngọn tháp và sau đó sẽ thổi lửa và thiêu cháy ngọn tháp, khá là dã man. Thế anh em ơi, thấy không? Đây ngọn tháp bên này nha. Rồi, con này có thể lai giống bằng lai giống vàng, có thể phải lai giống xịn đấy thì mình ra được. Tạm thời để đấy, con đấy không cần phải test đâu anh em ạ, tại vì mình chơi khá nhiều rồi. Bên này sẽ có một con mới ạ. Ấy. Ovis à, chết rồi, mình quên lai Ovis rồi anh em ạ. Sweet test không có. Bernie cũng không có. Ok, không làm được rồi. Ovis mình không làm được. Con này khá đẹp, con Bernie Thrower, nhưng mà con mà nó có cái máy bắn thỏ này từ năm ngoái rồi cơ. Ok đi. Thôi đáng lẽ phải kệ rồi, không cách nào khác nữa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải đấu lại với một cái thanh niên ở trong này, không biết là có đấu được không. Chúng ta sẽ tăng công lên và đi đấm nhau anh em ạ. Dã man đây. Ui, 43 phút nữa kìa. Thôi xong tôi rồi. Đây này, ở trong cái phần Liquid này có một thanh niên nó cực kỳ là mạnh. Đây chính là thanh niên này. Thanh niên này còn được bị đưa lên cái cả cộng đồng Dragon City cơ, vì hack cơ. Một người nước ngoài đưa lên cả cộng đồng Dragon City cơ. Mắc dị luôn anh em ạ.
Rồi mình xem cái hệ của nó là hệ quái gì đã, từ từ nha. Từ từ mình xem là cái hệ của nó từ hôm qua đã. Đâu rồi ta, ở trong nào đây? Lại vẫn cái video xử sáng này. Mình cần phải xem là mình đánh nhau với cái con đấy như thế nào. Nó đấm mình như đấm à, đây rồi. Nó sẽ có hai con sumo nhá. Một con 40, một con 40, và nó có hệ lá đầu tiên. Mình cần phải tránh hệ nào? Mình cần tránh hệ vô cực, cần tránh hệ primer. Đấy, cần tránh hai hệ đấy. Cần tránh hệ vô cực và hệ primer nhá. Và có một cái hệ lửa để khắc chế hệ lửa, hệ băng để khắc chế hệ lá nhá. Rồi mình hiểu. Con heo tình yêu của nó thì nó hệ vô cực, vẫn tránh hệ primer cũng như là phải tránh hệ vô cực vì nó cả hai hệ đấy. Và mình sẽ chọn hệ pua là chính xác nhất. Hệ pua. Bây giờ là chúng ta phải chọn một cái team hệ pua nhá. Từ từ. Đây, con này là được này. Chúng ta cần thêm con hệ pua nữa. Rồi ok. Có lửa, có băng. Rồi đấy, cái này là hệ đẹp đấy. Cần thêm một con hệ pua nữa anh em ạ. Đây. Star đại đế, ok. Hy vọng là sẽ đập được thanh niên này. Ơi, căng nha. Không hề dễ thở chút nào, nó không có primer đâu anh em ạ. Không phải sợ, nhưng mà nó level 40 và nó sẽ là 10.000 máu. Con số quá đáng sợ. Thật là vãi linh hồn luôn. Rồi đánh luôn anh em ạ. Nào, con này sẽ là tăng cơ trước. 2.100. Đam nào cũng được. 10.057. Đánh như kiểu mỗi nước cột điện luôn anh em ạ. Con này để dành cho con cuối đi. Theo mình nghĩ là vậy. Hai chiêu này thì đều là 2k3 đam thôi. Tấn công nào hy vọng sẽ giết được nó. Ok. Giết được rồi, không có vấn đề gì. Hiện tại là chúng ta có thể giết được nó. Nhưng mà có lẽ là mình vẫn phải dùng game. À, dùng một lần xem quảng cáo. Thùng rượu béo hãi. Thật sự là mặn. Khỏe. Khỏe vãi cả trưởng à. Ok. Như thế này là hơi khó để giết nó rồi. Này làm sao mà giết được nó đây anh em. Có mình có lên rời mình cũng không giết được. Đáng lẽ để tăng công thêm anh em ạ. À, đai rồi. Bây giờ làm thế nào đây anh em ơi. Con này level 40 cơ, mình khắc hệ thế quái là được. Không thể khắc hệ được ấy. 75.000. À, hai đòn. Ok, có thể giết được ấy. Có thể giết được. À, chúng ta sẽ revive. Dùng một game luôn. Chiến đấu luôn mà không cần phải xem quảng cáo. Đây rồi. Cơ hội rồi anh em ơi. 35.000, nó chỉ đánh một phát nữa mình đai nhá. Và cuối cùng mình đã giết được thanh niên này rồi. Yes, giết được cái thanh niên hack rồi anh em. Yes boy. Tưởng mày là ai. Hay quá. Wow. Yes. Ôi, đây chắc không còn Việt Nam đâu anh em ạ. Căng thẳng tốt độ luôn. Thôi phải đổi lại team chính của chúng ta rồi anh em. Đáng sợ thật. Không biết thanh niên tên là gì. Để ta truy tìm ra nhờ. Hai Celestial Eagle Drasil. Không, con này không nhá. Kaido là chuẩn xác này. Chúng ta cứ đánh hai trận anh em ạ. Cứ đánh hai trận để thắng cái này đã. Rồi, cho tắt cái video cũ đi. Căng thẳng phết. Phải dùng đến một lần trợ giúp mới thắng được nó anh em ạ. Không hề dễ một chút nào cả. Primer này. À, hệ pua này. Con này cần phải để lại này. Tấn công trước đã. Đây, phải đánh như thế này có vẻ vui không? Vui vẻ không? Ghê quá anh em ạ. Chúng ta sẽ sử dụng hệ vô cực nha. Tấn công luôn nào. Rồi, 46.000 máu. Daver 37.000 máu. Chúng ta sẽ chuyển sang hệ băng nha. Mày này, chết đi. Cái này sẽ là 61.300 máu này. Và mình sẽ sử dụng cái chiêu đó chính là primer để tấn công nó. Một bé nữa là đai. Này. Đánh đi. Ok. Đó, mình sẽ đánh thêm một trận nữa là mình sẽ kiếm thêm 5 game. Đáng lẽ sáng nay là chúng ta kiếm được rồi đấy, nhưng mà bị một vài cái thứ nó cản trở, đi thanh niên kia cản trở nên không thể làm gì được anh em ạ. Nên đành phải để đến chiều nay mới đánh được. Mình phải xem lại hệ mà để mình mới đâm được nó. Cũng như là đáng lẽ mình có thể tăng thêm công nữa thì chúng ta sẽ đập được dễ hơn một chút. Nhưng mà không có tăng công. Tăng công phải tầm khoảng một tiếng nữa cơ thì mới hồi lại tăng công được. Khá là nhỏ đấy cho chúng ta.
Ui mẹ ơi, lại có sumo ở đây. Em sợ, em sợ đấy. Level 35, ghê đấy. Team này cũng khá ghê, nhưng mà có vẻ không hack đâu. Đừng bảo là mấy sao nhá, từ từ nhá, mình cần xem xét xem. 3 sao. À, chà, nước ngoài này anh em. Có thể là họ mua, nhưng mà phải mua bằng rất rất nhiều tiền. Phải nói thế anh em ạ. Đắt đấy, con này không phải rẻ đâu. Mình có con này nhưng mà nó là không sao và khá là quý bắp. À, có lẽ mình phải luyện cho mấy con này lên cấp để đánh, mang đi đánh vui vui tí nhờ. Rồi, 5 game. Đây là cái 5 game mà mình thấy nó là tuyệt vời nhất từ trước cái này đấy. Vì chúng ta vượt qua một cái trận nó cực kỳ là khó nhằn luôn. Nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Yes. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.